Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đầu 8x trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục chạm gió với nhau với trận đấu trừ CD của Captain Draft. Vẫn là cái map của Draft K cùng bảng 1.27. Lần 3 đầu tiên của team 1 đó chính là Omni Clyde cùng với 4 sang. Còn team 2 thì 3 đi tóc vàng với Booker và LC. Bang LC trong trận đấu này có thể dù phải nói là không có gì nguy hiểm trong cái Captain Mode. Còn đã phết trong hết mẹ rồi. Một số trận chúng ta thấy LC xuất hiện thì đều là những trận anh fit và anh kết khá nhiều. Và những trận đó là những trận khổ chiến của cả hai team. Và LC về lết cũng rất đáng sợ. Và đó chỉ là khi nào anh lết được thôi. Và những trận mà anh không farm được thì có lẽ là fit, đó là điều tất nhiên. Trận đấu này thì team 1 có ngay được Hunter và pick Lula, cũng có Lula làm carry chính rồi. Và Lila lại xuất hiện, ba Thun đã quay trở lại. Và một support với em. Vậy là trận đấu này Guy Hunter sang người DBX, ba Giang là người solo bên trên. Kit Nam của Lula, của Lila cùng với lại VF. Và team 2 có Thadon, Tripper cùng với lại ba Giang. Và thì đó là Sara. Và cứ có Tripper là phải có ba Giang ngay lập tức. Anh thanh niên này phải nói là đúng là cặp bài bộ đôi hoàn cảnh lúc nào cũng có bằng cùng nhau. Cả trong public hay trong các lần thì hai hero này thường là đối mặt với nhau. Tripper có một cái gì đó nó rất sợ hãi anh chàng ba Giang. Và một sự áp sát phải nói là đéo vào đỡ được của anh chàng Tripper. Và cứ áp sát vào là chết. Trận này thì team 2 có Blood. Như vậy là dưới bot của team 2 đang có Tiger cùng Blood. Còn bên trên các thanh niên team 1 đang rất khẩu báo và đuổi mấy thanh niên team 2 về. Đó là đang cố ra ăn cái răng vâng, vẫn không ăn được răng, vậy răng nằm trong tay của Lila. Và Gary Potter đi mid, còn bên trên là Lila cùng với lại Ban Gang. Và trên là trận đấu này chúng ta không có chip lane, cả hai team đều đi một đôi với nhau. Lila xuất hiện cũng khá là nhiều trong thời gian gần đây, nhưng mà thanh niên này đánh vâng, Lina trong cái bản này không biết là yếu hơn trong bản của 3 hay là do đánh nó không quen. Thành niên đặc cầm nó rất là non tay. Chưa thấy một trận đấu nào mà Von Thu Lina vượt bọc cả. Đang cũng mong chờ trận đấu ngày hôm nay. Rồi, Bích đuổi nhau Gai Đô Cúc cùng Sơn Toan. Vâng, Gai Đô Cúc Tơ gần vẹo, vùng 4 về máu và chạy thoát. Có Lila, có VF, có Baga và có Gaido. Có lẽ là trong trận đấu này team 1 sẽ móc canh ngay từ đầu. Nhìn qua có vẻ thấy chính thầy đồ team 1 đi canh thực sự đáng sợ. Còn trận đấu này ông cũng không fit mới là lạ. Và một pha check vào của Baga bây giờ nó có bò như Lila. Một phút số lút đã có cho team 1. Anh nhiên Lila đã ăn được phút cho tình hôm nay. Không phải là Tripper mà là Sarada. Vâng, thằng người cá đã nằm xuống. Dưới bot thì là hai thanh niên tay dài, vâng, hai tay dài kiểu lửa mùa, một ông Jungler 400, một ông Jungler 330, nhưng vẫn đi được hai thanh niên tay ngắn, vâng, hai thanh niên Jungler không. Một stun vào đầu, vâng, trong cái đam bên dưới này thì hai hero này mà tăng đam thì cũng rất là khỏe. Nhưng bây giờ thì anh đang đi của anh rồi, cũng một solo của anh chàng Tiger, vâng, Luna đang đứng và chờ đam người cho anh chàng bé, có quay ngược lại nhau đánh thôi, vâng, vẫn chạy ra ngoài được của Blood. Bây giờ đến là Tiger đứng một cân nhau. Phần này thì cân một hai thanh niên đấm phải đóng cước rau. Và như vậy là ba Tiger trên top đang phi xuống. Vâng, bộ xe lưu của chúng ta đang phi xuống. Vâng, trong tầm ngắm và anh chàng Tiger có lẽ sẽ đang xuống. Và chạy qua Storm, con Storm kéo không? Kéo nó lại. Và không kéo được rồi. Rồi nhìn thấy là hắn cũng chạy xuống thì bây giờ có lẽ là đang báo được rồi. Thằng ba Tiger đang phi xuống kìa. Vâng, chạy đi. Rồi chạy vào bên trong trụ của Tiger. Và một pha bóng thứ hai đến từ Blood. Và như vậy là đấm luôn. Vâng, đấm luôn cho chủ nó bắn hơi đau và như vậy anh chàng Bada đã hạ xuống. Một tình huống đuổi bắt nhau trên lục địa của thanh niên Bada. Anh đều mình để ăn cái mạng. VF mua mỏ ba ngón, còn Lula lên mặt Agi, còn chả không nào cầm máu trong cái đen này. Và lại là check ra của Bada vào đầu cho Tom. Công việc phải nói là rất đơn giản của thanh niên nợ nòi chúng ta.
Cứ có check là anh phải check. Còn mid là một sự lựa chọn hoàn hảo trong thời điểm này. Chưa có leo 16 thì Storm cũng chạy ra ngoài của Kaido rồi. Và vẫn nằm xuống của Storm. Bada trong trận đấu này có vẻ nhận được khá nhiều mạng và anh có dày. Anh nên run Intel. Còn vớ vẩn của trận đấu anh nên ra con thì đeo. Còn lại là check lên trên. Được nhẹ lương cao, thời gian đỡ nhiều. Một thời gian chúng ta chỉ ngồi mà chờ đợi thôi. Check thôi. Bada đang cố lắc néo chạy về. Còn tại sao check cho Dipper? Check cho Dipper có phải nó thỏa không? Dipper gần đây được cái để đam rồi. Có ba phách ở bên ngoài của anh chàng Bada. Và như vậy là bên dưới vừa nằm xuống của BF. Vừa lúc cùng với Dan cuối cùng đã chết được người. Gọi là mid thì Storm đang bị củ hành khá là ác liệt. Đúng với Gai Doctor và bị Bada check ra. Rất mất tay. Thời điểm anh chưa có leo vào 6, anh chưa để bay nhảy để chạy đâu. Gai Doctor cứ xả skill vào đầu là có lẽ sẽ nằm xuống. Còn lại tiếp tục là một combo và một cái rocket từ đầu. Và lại là check đến từ Bada. Rất khó chịu, có biết là đang check không? Đang phi nước đại đến vâng, phải nói là rất điên cuồng. Còn pha xả skill đến từ anh chàng Gai Doctor và chết luôn. Và Bada vẫn là người ăn mạng từ con này. Trận đấu rất có duyên, anh đi đến đâu là có người ngã xuống đến đấy. VF thì chuẩn bị lên cho mình đi chạy đam. Các thanh niên cũng đang tranh nhau phao. Và có lẽ là trận đấu này chúng ta sẽ được xem rất nhiều cây gì ạ. Có rất nhiều chủ nhân. Ông nào cũng tranh phao, chúng ta không cần biết, không cần thiết. Thằng nào cũng phao được, sẽ đóng vai trò là support. Chắc chắn là như vậy, khi mà chúng nó phọt thì chúng nó phải support. Với chúng nó không cắm mắt thì chúng nó sẽ chết trước. Nên là phải cắm mắt và làm các kiểu gì để sống. Còn thằng farm được thì cứ dùng đỉnh và farm thôi. Còn vẫn phải bám đèn đến lúc cái level 6. Gai Doctor thì có level 6 rồi. Và bên trên một check bắt đầu của Slipper thì hôm nay. Còn này thì chờ Dipper, còn bà già cứ phải gọi là ổ báo. Vâng, giờ đang xuất hiện rồi, không phải chạy ra ngoài được của anh chàng Dipper. Và bây giờ bắn vào đầu của anh chàng lướt cái thư ra và Dipper là người làm có. Và anh chàng bà già thì cũng đã nằm xuống trong tay của anh chàng Giá Đa. Không phải là nằm xuống trong tay của Dipper. Một trận đấu mà chàng Dipper phải đối mặt với cả bà già cả Lila cũng rất đáng sợ. Và bên dưới thì bà Lút đang ngửi máu, không đuổi theo anh chàng BS thiếu này. Và như vậy là chết trước. Một tình huống băng trụ nhưng không thành công. Bây giờ đến lượt anh thằng Dan chạy ra ngoài, cũng Tenenza của anh đây. Có người Tenenza để hỗ trợ, có 3 lần Tenenza tình huống này. Và một cái check vào đầu của anh chàng Dan Thơ ngay lúc. Vâng, đấm nhau. Vâng, máu của anh chàng Dan Thơ rụt phải nói quá nhanh. Như vậy nằm xuống đến từ thanh niên Dan Thơ. Bên dưới là một pha giết người không... Vâng, giết người lỗi của team 2. Vậy là hai thanh niên nằm xuống cả. Gọi là Big Storm lại tiếp tục vừa làm thường thầm tình huống ngay cũng tôi băng lên như vậy. Gina có level 6 rồi, còn anh đang lên trong cái lốc trước. Một điều rất quen thuộc ở cái bản này là các thanh niên nên đánh Gina toàn đến lốc trước. Số là 8-3, một tỷ số đang nghiêng về team 1. Điều này điều tất nhiên, chúng ta sẽ cảm nhận được là thời điểm đầu game thì các thanh niên team 1 nhìn cạnh nó khỏe rất nhiều. Bây giờ thì Bada chọn Super rồi. Còn Vina có ulti, Bada cần check vào thôi. Giật cho phát chết trắng mọi người và bẹo. Và một lượt đến từ Vina vẫn chết luôn của Bada. Không cần Bada đến. Và bây giờ đuổi theo chặt Super. Vâng, quả này có tiền chặt Super là vâng. Một ulti đến từ Vina thì phải lắp vào kill. Còn chưa kịp đến thì anh Vina đã xử luôn hai mạng. Còn Bada chạy sau một thời gian rất là lâu, còn chạy bắt cái thằng Oedit ra nhưng mà đến nơi chả có mạng nào nữa. Chàng Lina đã dọn cho mẹ hết rồi. Thế đã có thời gian của người. Lula cũng có thời gian, còn các thanh niên đã hiểu ngó có thích lên thời gian. Còn thời bời nó cũng phải là công cuồng.
Vâng, Creeper có ulti chưa? Chưa có ulti trong tình huống này. Thì đang có lẽ sẽ chạy về vào Gigan. Tờ Toàn cũng đã được ạ. Một tình huống mà định săn anh chàng ba đào chúng ta. Vâng, chạy lên và sẽ bay lên ngay lập tức. Vâng, một qua bay lên và kéo lại. Và sẽ xăm đến sự sở đạc. Vâng, đấm luôn anh chàng ba đào, phải nói là rất là... Vâng, đau đầu với cái tình huống như thế này. Bây giờ là ulti vào đầu của sở đạc. Sở đạc là người lắm cuốn chứ không phải là ba đào. Giờ đến giờ anh chàng Tờ Toàn thì búa tạ từ đầu. Và một ulti đến từ anh chàng Creeper. Và gà cũng tầm không chết. Vâng, một pha chết cực trở lại của Baza nhưng mỗi tội là tạch con mẹ nó luôn rồi. Còn sẽ đi vừa đứng sau là bắn chết anh cả Baza luôn, không tìm trạng được người của gà của anh Tờ Toàn. Bây giờ gà cũng từ đang xuất hiện và trả cái kiểu và một đất đến từ như này nhưng mà không xuống ai. Và cũng tìm vào đầu của Tờ Toàn và như vậy là Tờ Toàn nằm xuống. Gà cũng từ cũng đã nằm xuống trong tay của anh Tờ Toàn. Vâng, có lốc đến từ Nina rồi và như vậy là đắp vờ kiểu dành cho Nina từ hôm nay. Và cứ phải đợi cho chúng nó chết con mẹ nó hết đi, chúng ta mới xuất hiện. Nhân vật chính rồi, chính là người cuối cùng không giải trộn gì vào ra đầu tiên để cho anh 6 phút mà chết. Và bên dưới lại đổ ra chiến sự và bà già cứ có mặt ở đâu là anh phải tách vào để đánh nhau cho nó máu. Và Nula chết luôn trong tình huống này và máu phải nói quá ít đến từ anh chàng Nula. Một cái thứ hai đến từ Blood và khiến cho Nula chết luôn. Và bây giờ nó đấm nhau và cũng không có gì vào chàng Blood rồi. Và như vậy vâng, Baza chết con mẹ ăn theo, vâng, cái tội không đứng nguyên một chỗ. Vâng, giết được người rồi anh vẫn còn đang ăn mừng, vâng, hoang khô nhảy nhót các kiểu để nằm con mẹ ra đất. Còn Sở Dom xuất hiện một tình huống mà Sở Dom không đánh nhau. Vâng, quả đấy mà anh nhảy vào, thì vừa đứng sau thì có lẽ VF cũng sẽ nằm xuống. Bây giờ là combo của anh chàng Tiger, vâng, một combo ulti vào đầu. Vâng, VF sẽ nằm xuống trong tình huống này. Vâng, kéo lại và cho phải hit vào đầu, vâng, như vậy VF nằm xuống. Chỗ đang là 15-9, cách biệt 6 mạng của team 1. Đại đội Copter còn đang lên được giới đam. Có lẽ Lina là người tranh nhất trong thời điểm này. Còn anh được ăn được khá nhiều mạng và đã lên được cái lốc. Một combo của Lina, nếu mà Lina xanh có lẽ là một combo đó thì Sniper của một Storm sẽ chết luôn. Và nhảy vào một Storm, Đại đội Copter đi lang thang và định móc lốp anh chàng Sniper nhưng không thành công. Một sẽ combo thả vào giữa. Bây giờ là có một đứt đến từ Lina như vậy thì Creeper lọc xuống này. Đến đứt anh chàng đang chơi cũng sẽ làm xuống. Và còn một hit nữa, còn ai sẽ ăn. Vâng, như vậy là anh chàng Luna vẫn là người ăn trong tướng này. Bây giờ phi thẳng về trong tụ. Không phải sợ bất cứ đường nào. Và Baza đang làm đóng anh chọn tăng cơ 4.001 máu đến từ Baza. Rất cứng mà anh phi thẳng về trong tụ. Có combo những người chúng ta cũng chết luôn không. Và không sang cũng vào đầu. Và như vậy là lọc xuống cả ba thành viên của thứ hai. Thì số 18-10. Có mắc rank nó phải là như thế này. Và đi bên trên gặp nhau của anh chàng Luna cùng với Blood. Như vậy là Luna đã lên bàn thờ ăn thôi. Và Baza đang tìm chỗ mà chạy và check ra ngoài rồi. Và không còn ulti trong tình huống này. Còn Blood là hơi đáng tiếc. Còn có ulti trong tình huống này có phải cho vào đầu chết luôn không? Còn đang phì rất là nhanh. Anh đang chạy một cách thật lực. Thôi dừng lại đi, dừng. Rồi đúng rồi. Còn đang ép chạy xa tí nữa rồi dừng. Và hình như không có đáp nó chết thì phải, chứ không phải là dừng. Và Blood vẫn ngửi được máu và anh sẽ lại ngửi theo chăng? Và phải chăng là đồng đội khó phát hiện ra không? Anh đang kêu cứu, vâng, help me. Và bây giờ và phi thẳng bên trong trụ và đánh. Vâng, Blood đã quay đầu. Một tình huống quay đầu của thanh niên Blood. Nhưng mà ăn ngay cái ulti của Luna sau. Vâng, sẽ với docket của Guy Hunter. Và một tình huống đi du lịch vòng quanh bản đồ của Blood và sau đó ngã xuống. Lula thì có lốc, vâng, đi tranh cái răn EV, vâng, ăn được răn EV rồi, vâng, một cái slow vào đầu và khuyến mại luôn cho cái ulti ở bên bảng, vâng, này thì đã ăn răn của ông. Cái tội đi cướp răn. Qua bên trên, và bà già lại tiếp tục che ra. Và bây giờ check vào đầu của anh chàng Tờ Toàn, vâng, ulti luôn. Vâng, nhảy ra ngoài để né được cái ulti của bà già, nhưng không có đau con đến như bà già rồi. Và bây giờ Super đang cắt ulti vào đầu của gái ông tờ, phải chạy đến tiếng này. Vâng, bà già nó vẫn là tí theo, rất khỏe đến từ bà già, thủ bắn mặc trụ. Và chúng ta có thể nhất xử thịt ngọt trong cái thằng Creeper đã. Cái Creeper thì vâng còn chạm máu và Blood chọn anh chàng cái Creeper. Một cái ulti đó nó dừng lại, vâng vẫn chạy và như vậy là chết con mẹ luôn. Anh không biết là mình đã ăn ulti của Blood. Và bây giờ đến lượt anh chàng VF đổi người. Còn cầu thủ Luna ra sân và VF vào sân.
bây giờ thì là đuổi theo cái trạm Blood, và Blood rất khăn máu, anh gặp ai cũng đánh có rất nhiều máu đỏ, nhưng mà anh chưa giết được ai, giết được mỗi chàng anh cũng tơ. Và ông Ban ra đỏ máu vẫn còn hàng hố và còn đáp bên dưới, và như vậy là gặp thật Tom. Cái đội tham ăn là thường sẽ chết hông, đó là một bài học của chúng ta. Về ép lên đồ rất phong cách, lên giày đàm và lên cái giày Agi. Vâng, cũng phải gọi là bá công nghệ Adam. Và lúc thì đến vào chip. Một trận đấu các thành viên đang cắm mặt lên đồ siêu nhân cho mình. Từ tiếp vừa lên cho mình ăn nhé. Giờ to mình có vào chip rồi. Và Lina, hồi nào 11 đến từ Lina. Với chỉ có cái lốc. Lula thì bắt đầu lên cái găng tay. Và có lẽ anh sẽ lên quên lên cái gì, lên tham hay là lên ám đáp. Còn lại một ván mạng ở đâu đó xảy ra. Rồi đâu vậy? Còn đánh nhau phải nói là liên tâm ở trên mọi mặt trận. A town is under... Và VS đang lên cho mình cái Yasha được. Đến thẳng Yasha luôn. Và không có support trong trận đấu này. Một hình ảnh quen thuộc của chúng ta, không có support mà chỉ có siêu nhân. Vâng, định lý muôn thuở trong thời đại mới bây giờ, thế kỷ 21 rồi, đéo ai còn đánh support nữa. Đánh kiểu siêu nhân thôi, support thì là thua đấy. Vâng, dốc cát rơi vào đầu của anh chàng Storm, vâng, đã phá được cái dốc cát này không. Và thay tiền anh chàng, vâng, Blood đang khoan rừng. Bây giờ thì ăn cái ulti đến từ anh chàng Lula, vâng, ulti của Lula thì mà yếu vậy. What the hell, và bây giờ thì rất nhảy vào Storm, nó bị quên tiếng này, và mỗi ulti đến từ Lina. Còn Blood vẫn nằm xuống, bây giờ là ulti đến từ Tiger, có một cái lốc lên của anh chàng Lina này đấy. Bây giờ thì Gai cũng đã xuất hiện một con bò giữa bọn công ty thả vào. Còn bắn nàng thì trả ra con chim lờ kì dành cho anh chàng Gai Đông Tử ngay trong tiểu này. Còn chờ Tipper là người xuất hiện. Nàng cân đôi và ông thả được kill 1. Và như vậy một mình cân 2, trong tình huống này anh chàng Tipper đã ăn được 2 mạng. Còn đắp bờm tìm dành cho Tipper. Còn nói đúng ra là dân chính và xuất hiện với cuối cùng là điều tất nhiên. Còn ba ra vâng vừa lại không check à. Vâng không check được anh chàng Tipper nhưng vừa lại một tình huống ba ra chết. Bây giờ thì là ăn cái trụ. Không ăn được mạng thì đang làm cái trụ cho nó ăn ủi. Còn Dagon của anh chàng Bada lựa chọn lên Dagon để phủ hành với cái thằng yếu máu, nhất là thằng Slipper cùng với thằng Storm. Storm ở trên đó là Slipper lên được ăn đáp rồi. VS thì đóng thẳng cái Yasha. Giấy mana đến từ anh chàng Tiger. Bada bắt đầu lên Yasha lên phản đam. A player's town is under attack. Thì có ăn được mạng cũng khá là nhiều của Super. Cái này cũng tới trước đó thì ăn được 3 mạng. Bây giờ thì đang lên cái gì đây? Còn lên cái này là lên cái gì? Còn cả ngã lên bản đam. Bản đam là Crit đam. Gula lên cho mình cái 4.600. Ý định của anh là định lên Black 3 hay lên 400. Còn đến cuối 400 thì đúng là bất ngờ. Trong cái bản này Lula có cần được 400 không? Tôi nhớ không nhận thì ở trong bản tôi đang tạm 3D thì không cần được 400. Còn Lula cầm 400 thì không bắn được. 400 mặt băng. Như là hai game đó là Lula bị miễn, không được lên. Bây giờ đang gặp nhau và anh chàng Storm vâng nhảy nhót. Còn định né cái sát của Lina nhưng Lina có sát đâu. Vẫn chạy ngoài một Berlin có đến từ anh chàng Lina rồi. Một cái Berlin từ cái thời điểm này, có như vậy anh chàng Storm đã hạ không? Giờ đến giờ sang cơ vâng non toàn ra đi cứu đồng đội, không ngờ khỏi cái mạng của mình. Và bên trên vâng gặp nhau của Gai Luther cùng với lại Blood. Có một trả skill ở đầu và như vậy là Blood nằm xuống. Không có khả năng thì Blood không có tên tuổi đối với anh chàng Gai Luther. Và anh chàng Super non toàn bên trên vâng lại thì ăn cái tăng quý này. Bây giờ đến giờ sở đà vâng chết con mẹ đã hết cho tiếng này. Vâng năm thanh niên đã được cứu cùng nhau. Gai Luther thì vẫn nằm xuống trong cái cắt của anh chàng Super. Còn tại cái thời điểm này thì Lina cùng với Bala đang ngoài ngành. Hai hero có thể khả năng farm, khả năng canh sinh hồn của mình. Số 32-19.
có những con mồi béo bở, có những con mồi yếu như tờ giấy. Đó, Lipper cùng với lại Storm. Vâng, cứ gặp mặt hai thanh niên này là sẽ ăn combo và sẽ thành. Và lướt, vâng không lướt, vâng để dành cho anh chàng Lula farm. Vâng cũng rất là đồng đội trong tình huống như thế này. Vâng gặp tôi là tôi spam hết con mẹ ăn luôn. Đỡ phải đợi, chờ, đừng bắn từng con nó lâu ra. Điểm cái lốc để cho nó hồi mana nhanh, chúng ta phải spam để mà farm nó dễ. Và Baja cùng VS vẫn ra cắm mặt bên trên để vào về nhà. Các thanh niên đã xuất hiện bên trên rồi, vâng tên này đang quá đây. Vâng chọn Tom Kang ra và bay lên. Vâng không bay lên cho tình huống này. Có lẽ là anh đang bị trộn với tinh thần. Vâng bị anh chàng Baja đó giáp ve nhiều quá, bây giờ ngu mẹ người rồi. Đánh nhìn thấy hắn thật sợ luôn. Đó ra thì có cái găng tay cùng với giày đam. Và anh em định lên cái gì, có nên Amlet hay là nên tay tiền và nên mãi cũng không. Ina thì đang lang thang bên trong và có mắt ở bên trong rừng. Còn bị bắt cóc ai? Bắt cóc Jennifer hay bắt cóc Xander? Và check vào của anh chàng Ba Lan. Như vậy Jennifer đã bị check trong tình huống này. Ba chờ đợi. Chúng còn bằng những thợ săn đang đứng trong rừng để chờ đợi những con mồi của mình. Jennifer vẫn không biết, vẫn đang hồn nhiên đi lang thang trong rừng. Và bây giờ thì gặp anh Ba Lan đi vào. Vâng đẩy con mẹ lên trên đồi cũng khỏi chạy luôn. Và như vậy chết luôn chứ không phải chạy. Một combo của Lina vào đầu, còn thêm cái đao của anh chàng Ba Lan tập tầm mồm nữa, chắc là sống thành tật. Rồi Storm thì bây giờ bắt đầu di chuyển trong rừng. Vâng lại đã check vào và Storm đến từ anh chàng Lina cũng bay ra ngoài để né rồi. Vâng dốc cap nó rơi vào đầu của Storm ngay sau đây. Còn đằng sau bật phản đam và Lina tập cho ulti của anh chàng Blue chết luôn. Vâng phản đam bật lên của Ba Lan cũng không chết, và như vậy là Thang Tư là người làm số. Bây giờ đến phút Storm bên trên cũng là người chết theo. Vâng lại là 4 thanh niên chấp vào lời trong tình huống này. Chỉ cần Baja cùng với Ina đi ganh thôi cũng đã làm loá không mẹ an loạn hết cả đội hình lên. Không có mắt cắm ở răng sông cùng với lại trong rừng rất bị động, kiểu bị Baja check cũng là không biết. Và Jennifer đang bị phủ hành rất áp trong trận đấu này. Và đúng thật là Jennifer cùng với Baja nó khắc tinh của nhau. Lina mà lên được cạnh tranh trong khoảng 1-2 phút tới thì có lẽ là team 2 ngồi khóc khép với nhau. Bây giờ là combo vào đầu của anh chàng Sera. Vâng, combo của Lina và Dragon của anh chàng Vacuum. Còn Sera đã lọc tối trong tình huống này. Bây giờ Sera ra cũng rất đông. Còn Lina đứng bên trong một lúc lên rồi. Và một phút tinh của lúc vào đầu của Lina ngay lập tức. Bây giờ Sera về, hôm nay chúng Sera đem do đã xuất hiện để cancel ngay. Như vậy là lọc tối đến từ Lina. Và đang cũng đang có phản đam, còn đang phi vào trong trụ. Còn sao không được gửi máu. Và một tình huống mà một lúc không gửi được máu của anh chàng Bala. Còn bên trên thì VS đang đuổi nhau với lại anh chàng Storm. Còn VS có Sara Mulet cùng với lại Yasha. Còn đứng bên trong và bật cái Sara Mulet con tele về của anh chàng VS. Còn Tô Sa nó đấm. Vâng, tự dạng nó còn đấm bác vào đấy thì đúng là đau đầu. Và Baja tiếp tục là phi ra, còn anh cứ có check là anh phải phi. Và nên ra quan 2 rồi. Để bởi mắc ra quan, và có lẽ Storm sẽ học luôn tình huống này. Và có cả góc kép rơi vào đầu, còn dẫn thêm cái check của Baja chắc chắn là vẹo tình huống này rồi. Vâng, một cái ulti vào đầu như vậy là chết luôn. Còn đằng sau thì anh chàng cái ulti bị vâng bị đuổi. Và vâng, Santa vâng có hit kìa, vâng bắt đầu fuck ông đi đánh con Slipper. Và ông ta tôi vẫn nằm xuống trong tiếng này. Chúng tôi quay lại và bắn nhau. Và bây giờ check vào đầu của anh chàng Baja vẫn lành đánh tấm này. Và như vậy nằm xuống. Và sau đó thì anh chàng Baja cũng đã nằm xuống trong tay của Blood. Chúng phải gọi là khác con mẹ nó máu đến từ thanh niên Baja chúng ta. Còn anh không hề sợ chết. Còn đánh Baja là không sợ chết. Và đánh Baja mà sợ chết thì đéo mà đánh được. Nói thật một điều là như vậy. Và những thằng không sợ chết trong thiên hạ này đều là những thằng rất là đáng sợ. Vâng, chàng không sợ chết thì đúng là rất khó đỡ. Bởi vì nó có sợ chết đéo đâu mà nó không sợ cái gì đâu. Và nó phi vào nó đánh thôi. Nhiều khi nó chết thì nó cũng mặc kệ. Và mình rất là mất tay trong những tình huống như thế. Và vào lúc chúng ta lên được Gardian cho mình.
một cái Zadean lượng máu 1.200, còn đang ăn combo của Dina vẫn chết như thường. Bây giờ đang đi bằng đi farm đến từ 200 blood, gặp Dina một cái lốc lên, và VF đang đi đằng sau, một combo ở đâu và combo cắt kiểu và giật ulti luôn, và VF sợ tăng, và một tình huống sợ tăng của VF để kéo của mẹ luôn, mình rất nhanh tay để mắt. Vài đấu counter lên cho mình phản đam. Dina đang ăn cái ulti của blood. Đó là sau một màn mấy công cứu luyện không thấy xuất hiện, nhưng mà đồ anh vẫn vậy. Có lẽ là anh mấy công nhưng mà nó có công nó không đi đúng được, thì là luyện mãi nó không lên được. Vâng, vừa nằm xuống và chạm Baza. Còn Baza vừa phi vào trong tủ thì giết ai đó, một chiếc súng thì phải, còn lại là súng nằm xuống. Còn chuẩn mẹ rồi, một súng lại nằm xuống và đợi Baza sau đó chết theo. Còn đúng thật là những thằng điều mạng của bom tự sát và chết chung cùng với lại Kali Zipper. Còn Lula đến 4 chất thật, vãi lì. Và vâng, 4 chất ở trong bản này vẫn bắn ra được kìa. Lula đến 4 chất, và anh sẽ đóng 4 chất cuối luôn. Tỷ số là 42-24, tỷ số rất là đẹp. Tỷ số mà hai team đang cân bằng nhau, mỗi đội là lần ngược. Còn Don thì lên đóng thẳng 1k2, và Gaz sẽ lên Blood. Một trận đó mà anh Pham phải nói là mắc cùi. Không phải là mắc cùi mà do anh chết quá nhiều. Và ra cũng thì là nó phủ anh cho phút thứ 24, 25 rồi. Chỉ có lên được một cái ngọc 1.200. Trận đấu mà Baza lên Dragon trước, một sự lợi hại không hề nhỏ. Bây giờ thì áp ulti vào đầu của anh chàng Iota. Vâng, vừa chạy và vừa bật phản đam của anh chàng Iota. Bây giờ ulti ngược trở lại và ulti vào đầu của Tripper và chất lọc tới từ Iota. Đánh từ xa của tiếng 2 và như vậy đã chết đi hai người rồi. Và bây giờ đến lượt anh chàng Baza phi vào, hôm nay thì phi vào một tay cơ để sẵn tay ulti để cứu. Năm thanh niên đang bấm cùng với nhau nhưng mà đang bảo kê nhau rất tốt sau những màn đi ganh của từ 1 và Mina có cạnh tranh rồi. Bây giờ Sada đang dí đèo một sao tăng vào đầu của Sada và ulti không, và một lướt đến từ anh chàng Sada. Như vậy là Mina cũng chắc là có một pha chạy có chết ở đầu còn dí chạy vào trong tu, có một pha chạy phải chạy ra ngoài thì may ra mới sống được. VS cũng nên đủ siêu nhân, vâng, đi xa cắt máu, lùn hàng các kiểu là điều. Số là 43-28. Đó đã lên trên được cái cục 1.001. Và lùn thì vẫn đang farm. Nếu tính về KD thì team 1 cũng có những KD về đam rất là khỏe, như là Luna cũng VS. Gai đấu cấp tơ, gai đấu tơ lên ngọc 2k1. Một thời gian thanh bình được giãn ra để cho các cây chúng ta farm. Còn áp một cái ulti của Tripper, ông trời ra mất con mẹ lửa máu luôn. Còn máu phải nói là yếu như con rán, còn yếu hơn cả tờ giấy. Bây giờ thì ăn cái ulti của Blood đồng hồn. Bằng này chạy không bật ulti đến từ anh chàng Luna nhưng vẫn nằm xuống rồi. Còn máu phải nói là không khác thì còn bún. Động phát là gây, động phát là gây. Và muốn lên theo móc đường carry và không lấy máu, ta chơi toàn đam thôi cho nó máu chiến. Baza thì lên đam con ba rồi và gặp nhau ở bên dưới dạng sông. Và cái tơ là người làm số tiền hôm nay Tripper đang đối mặt với anh chàng VS. VS định cân nhau với Tripper mà nó xuất hiện, như vậy chết đi hai người trong tiếng này rồi, có ba người chung 12. Có một tình huống mà team 2 đang thắng thế và team 1 đang chết nẻ dần cốc không pha, không có hit của vâng, như vậy Tripper vẫn nằm xuống. Sau đó ta chơi nằm xuống trong cái dragon của anh chàng Baza. Cũng chia nhau ra để biết hết, vâng, rất hợp lý và Storm chạy không nhanh là vâng, ăn nhìn trong tình huống này rồi. Và một combo đến Dina có ulti vào đầu và như vậy nằm xuống đến Storm. Vâng, Baza cùng với Dina xuất hiện và thay đổi cục diện ngay tức.
Bây giờ là check vào đầu, con Lina nhảy, con nhảy nó khe xuống dưới. Bây giờ đến lượt anh Trang sẽ đang vâng sẽ tăng công, check vào đầu. Bây giờ sẽ tăng và đang của anh Trang ba đã lên. Con Lina cùng với lại ba nó chạy và nó mắc con mẹ nhanh và như vậy là nước và Sada vẫn nằm xuống, còn chỉ cần hai người thôi đã chết được 4 người của team 2. Bây giờ vâng đứng lại kia, nó mắc the hell cũng cố chạy và như vậy nằm xuống đến lượt anh Trang ba đang. Số là 47-32. Còn các thanh niên khác chỉ nằm lên cho hai thanh niên này. Rồi đúng ra mấy thanh niên này mà ở nhà vũ trụ có khi là team một thắng có mẹ rồi. Còn Luna cùng với lại VS cùng với Gai Đông Tơ cứ ra được beat lại cho team được lên được đồ. Blood đang tiếp tục đi farm, Blood đã có Luna cho người. Bây giờ là combo của Lina. Vâng, có ulti không? Vâng, không có ulti. Có ulti quả lý giật thì có lẽ sẽ nằm xuống. Một lúc nào vừa 20 rồi, một nào vừa rất to. Còn Lina level 19. Bula thì level 14, còn vẫn đang đến 4 trang cuối. Anh phải đi cắm mắt rồi. Bản đam đến từ anh chàng Blood. Cái lúc từ lên ngọc hàng cao mốt là cũng lên cái mẹ gì. Còn đến Manta hay là đến cái gì đây? Còn Trần Tiếp Bơ đánh hơi phải nói là rất thính. Và anh chạy trước con mẹ luôn. Còn anh Trần Sơ Đa đang rất là cái sau. Bây giờ một lúc tên ra. Còn ba thanh niên nhiều máu vẫn đang đứng lo toan bên trong giết người. Ba thanh niên này fit nhiều chưa chừa. Có lẽ phải fit thêm vài tháng nữa. Và EV đi vào của anh chàng Blood, còn có cái chặt chỉ cắm đà và Satan rơi một. Và Lina xuất hiện, không muốn con bò đầu dựa Blood chết luôn. Và ba đài chọn Slipper, một lúc nào cũng chọn Slipper được đâu. Bây giờ con bò đến từ anh chàng Gai Ông Tơ và ulti đến từ anh chàng Tander. Tander ăn được cái ulti của anh chàng Lina và chết luôn. Và Satan cũng làm xuống trong cái dragon của anh chàng Bala. Và đứng bên ngoài của Slipper chọn được cái vị trí đứng bên cạnh trụ để bắn nhau. Vâng, trời đang nằm xuống, vâng Gai Ông Tơ không chết. Còn một hit nữa anh chàng Slipper đã bỏ qua. Còn một hit mà lại bỏ qua một tình huống run tay. Và bây giờ một ulti đến từ anh chàng Slipper nhưng Lina không chết. Lina lên 4 chép. Và cái trụ này nằm xuống, một tình huống quá đáng tiếc cho Slipper. Slipper đã qua lô thai trong người. Và khi anh chàng lô thai và cũng đéo theo lên máu luôn. Và máu cũng 1.200, cuộc sống bên trong combat cũng là một điều kỳ tích. Và ra với Lina mà nó chọn Slipper trước thì có lẽ anh sẽ attack luôn. Còn Slipper đứng ở sau và như vậy là Lula còn yếu còn rời ra gió và vẫn còn đứng ngồi đứng bắn trụ và hồn nhiên như tiên. Lina bắt đầu lên đồ lết rồi, còn búa chát rồi, ông nào muốn lết cũng phải lên búa chát hết. Còn ông Toàn Gai cũng từ không biết lên cái gì mà từ nãy giờ vẫn chỉ cầm với ngọc hạt cao môn. VS thì nên mắc đồ trọi chiến, vâng toàn đồ để đánh nhau thôi. Yasha, Luna cắt máu. Còn Baza, Baza còn Baza đến cái trống cho mình. Không nên ta con nữa, xong thì uống như anh chết lại cũng mấy mạng rồi. Đang đứng núp trong rừng, còn chờ đợi Slipper xuất hiện. Và Slipper mua là gọc Hakamon. Anh đang bắt đầu lên Manta. Còn có cả dưới máu, còn đang chim mồi từ hôm nay vẫn gặp Storm kia sau. Storm cũng đã lên được cái sao booster. Chuẩn bị lên được cái... Và một lúc tôn rồi, Sở Đào đang phi lên. Sở Đào vẫn gọi là trận chuồng từ nãy giờ. Còn có mỗi cái găng tay cũng chưa lên được cái mẹ gì. Còn chắc là để tiền dành cho trận sau này. Và bên dưới anh chàng VS đã nằm xuống trong tay một lúc. Bây giờ đến giờ là Bana cùng với Lina cũng xuất hiện. Còn một con boy đầu chết luôn. Còn cái ulti của Lina cái thời điểm nó có gậy xanh nó rất là đáng sợ. Và giờ là gặp nhau của cả hai team. Còn có rất đông người của team 1, team 2 trong rất tình huống này. Còn có lô thà và chạy tiếp bên trong. Còn bà ta cách đi bên ngoài luôn. Và mỗi người đánh một người, vâng đang tơ chọn anh chàng Lina sau, chiến phố bắn chết Lina. Còn đằng sau thì anh chàng Gai Ông Tơ đã bị anh chàng Storm xử lý. Và bạn Nam cũng đã làm xuống tình huống này. Và bốn thanh niên nằm xuống và Lula xuất hiện tổng vi như một vị thần và anh đi ra. Vâng, hai kỳ vào đầu chết con mẹ luôn. Còn đúng kiểu phá game.
đúng kiểu bố làm con phá ở thành đường đúng là chúng ta Banda với lại Mina không khiến cho team từ đầu đến cuối vẫn giết rất nhiều mạng, sau đó Lula ra pit và gọi là không kéo. Bây giờ mới để ý team 2 có những 5 con gà, có mỗi thằng một con, còn nuôi gà lấy trứng để ăn dần. Và cắt máu đến từ anh chàng VF. Thời điểm vừa đi ganh rất là ăn thiệt của đầu game thì một là thắng thế hoàn toàn, nhưng có vẻ bây giờ anh Thanh đang kích lại quá nhiều. Và nếu như đánh chủ quan rất có thể chấp mặt lờ ngay sau đây để cho team 2 và farm được có các siêu nhân nó trở lại thì đúng là vô cùng. Storm, Slipper, Blood, Zelda, một toàn những siêu nhân phải gọi có số có má ở trong nàng sợ trời. Players forces are under attack. Vâng, đã có mặt ta và bây giờ đang lên cho mình cái găng tiếp theo. Mời anh sang lên cuối trang. Anh chàng Storm thì cũng đã lên được cái Blood Zone rồi. Chiến thuật của team 2 bây giờ chỉ có farm ở trong rừng, đóng mắt và farm. Và có lẽ là một lựa chọn sáng suốt, các anh farm được các anh sẽ thắng trong trận đấu này. Và Lula cùng với VF chúng ta không có đóng vai trò nhiều trong team. Có phi thảo ở bên trong, một pha cứu hàng cá nhân. Có chọn Sliver, có cho nó chạy ra ngoài. Có một pha chúng ta đến từ giờ này. Bây giờ không có những gai đúng tử. Không nhảy vào trước một con con thiếu này. Một loạn xin lỗi cả lên rồi. Và đã có người làm khống một cái. Nhưng đều có người làm khống. Một cái mơ vừa ăn được hai mạng. Một double kill. Và anh chẳng vào lúc cũng làm lúc thời gian làm thế nào. Bây giờ có một double kill dành cho ai đây. Còn bên đằng sau cũng nhảy lên của anh chàng và đang làm không, bây giờ thì đang lên lên một cái lốc và không bom vào người của Timber. Tôi mang chặt ra để né vòng rất hay trong tình huống này, cậu vòng vẫn còn ulti của Lina và như vậy nằm xuống dưới anh chàng Timber. Tập tòng xuất hiện cuối cùng và bây giờ thì sẽ xử lý giúp anh chàng ngực to này. Và Hoggen cũng đã nằm rất mờ lờ trong tình huống này. Như vậy một giao tranh xảy ra và 9 thanh niên đã chia nhau một con gà. Một nải chuối có 10 quả thì 9 người đã ăn, còn anh chàng Storm không xuất hiện. Vâng, vẫn còn một quả để dần dần danh. Có vẻ như là team một rất là arcade Slipper. Vâng, cứ nhìn đến sân Slipper là phải check vào. Giết bằng được cái thằng đấy. Và trận đấu này Slipper của tôi đánh cũng rất là hay. Và anh đang đóng vai trò làm cây cho team. Đối mặt với Banda cùng Lina không hề nào đúng một chút nào. Vâng, cái trụ đem đi cái trụ và như vậy là cái xe nó vẫn ăn được cái trụ rồi. A player's forces are under attack. Bây giờ bắt đầu đi cắm móc của các thanh niên, có vẻ nó hơi muộn màng một chút. Và các anh đang thua combat từ nãy giờ, còn liệu các anh đã tỉnh ngộ chưa? Và chúng ta đang thua chứ chúng ta không phải thắng đâu. Sau những giây phút chiến thắng ở đầu, còn say men thắng phải nói là quá sâu. Và bây giờ các anh đã chết phải nói là liên tục, một mạng kéo lại rất gần rồi, cách được có 12 mạng thôi. Còn đi cắm mắt của anh chàng VF, còn một cái đất được quay lên. Và ulti từ Blood, không có Teren thì còn anh sẽ làm xuống. Anh chàng Gai Doctor lên 2 cái ngọc 2-1. Lên mặt văng của anh chàng Kaioker này. Vâng, vừa lái lại làm số của anh chàng Banda. Vâng, phải chăng được quen mùi, được mùi cứ đi trách anh chàng Slipper thôi. Tưởng ông Slipper rất nhất. Vâng, hình như là một pha đem đồ của anh chàng Kaioker. Vâng, tôi cháu hiểu tình huống này như thế nào. Không biết là ngọc 2 cao mức của ông nào, có phải của ông Kaioker không hay là của ông khác. Ông là một đem có vẻ đồ. Tôi nghĩ thành vật như thế này thì không kìm được. Rồi trận này thắng được cúp là một điều gì đó rất là kỳ tích. Rồi như là một tình huống cũng có ban của ai đó. Như anh thành viên này cướp đồ của ai đó thì vậy. Cái này điên ta, tình mình đang trực sốt. Và what the fuck cái thằng này. Rồi có lẽ nó là lộn dáng của team 2 rồi. Mina đã lên giày bay. Và đây có lẽ là kết quả của việc chửi nhau nhiều. Mới chửi nhau thì tôi là đứng chê quá, quay là phá đồ. Mà ta nghe đánh tiếp thì không sao, nhưng mà đứng mà chửi nhau thì là phá đồ, phá game luôn.
và vẫn tiếp tục thi đấu với The Guardian. Anh chàng Hoàng Phan chấp đồ với chàng Guy Hunter. Và thấy là team địch nó yếu quá, chúng ta phải chấp hai cái cục 2k1. Như vậy là 4k2 nhân. A town is under siege. Team 1 bắt đầu thấy sợ hãi dần. Không phải là sợ team địch mà là sợ team Kha, chứ không phải sợ team địch nữa. Diasa đến từ Echa Nula. Và... vâng, Dina có đang lên hack. Dina có đang lên cái cuốn chat để nghi binh. Và anh bắn ra xét, anh sẽ khiến cho team địch là không biết là mình đã ulti hay chưa. Còn cái chất trắng nó giật liên tục và team địch sẽ tưởng là anh chàng Luna ulti rồi và phi vào. Có lẽ đó thì muốn chim mồi. A player's forces are under attack. Và có vậy sai lần đến từ anh chàng The Dawn. Ở bên trên Nula có lẽ sẽ tắt điện trong tình huống này. Được The Dawn đâu. Còn đang cố mà đuổi theo anh chàng Sở Đà. Còn hai hit là bèo. Và bên dưới là tình huống đi lẻo của Blood. Còn bên trên thì anh chàng Nula có thì bên dưới Blood cũng nằm theo. Vâng, không phải chỉ có một mình anh chàng Luna và anh chàng Lina cũng lọc xuống tình huống này. Vâng, Lina vừa Tenerin và giết được một người, như vậy là 2-2. Vâng, Lina vừa đánh chết ai trong tình huống đó thì Sarada lọc xuống. Bây giờ đến được anh chàng Kriber. Vâng, bị bắt cóc tình huống này, vâng, ulti của Guy Hunter và Storm chạy vào giữa rồi. Vâng, phản năng bật lên rất nhiều, vâng, bây giờ cái góc chắc từ đầu. Và vâng, Storm bay ra ngoài đường, vâng, không có đất cả. Bây giờ mới bắt đất, phải nói là hơi ngược màng đến từ thanh niên VF. Và anh chàng Kriber bật cám ra và bắn chết được anh chàng Guy Hunter rồi. Còn đấm nhau của Gaia cùng với Chamber. Chamber nó quá ít máu trong tình huống này. Và đằng sau của VF không xử lý được cái chàng Storm. Vâng, VF đóng vai trò làm carry chứ không phải support đâu. Vâng, chúng ta vẫn có niềm hy vọng đặt vào các carry của cuối game. Bây giờ là check vào một Berlin ra. Vâng, thanh niên Badafi vào thì anh chàng VF chạy ra. Chạy xa thế, không chạy tít con mẹ ra ngoài kia rồi. Phải nói là chạy hàng km xong kiếm đến giờ chạy VF. Bây giờ quay lại. Vâng, tổ hợp của đôi VF cùng Badafi sẽ làm gì mà đứng phải nhà rồi. Và xông vào. Vâng, anh chàng VF quay đầu. Vâng, bạn phải nói phối hợp. Bạn bè những cái vẹn bà và ulti đến từ anh chàng Vada. Bạn đang của anh chàng đại nơ nóng phong mẹ ra đất. Và như vậy là lòng tối đến từ Vada. Một phối hợp của hai thanh niên phải nói là phối hợp Trung Quốc bậc nhất nó thành rất năm nay. Và ông phi vào, ông chạy ra, một loạt phong mẹ lên. Quá là hiểu ý nhau cho một bộ đôi hoàn hảo. Và lúc thì xông lên, lúc thì chạy ra và bà già hét lên rằng xông lên, xông vòng và anh phi vào trước. VF vừa nghe thấy quay con mẹ ở đâu luôn. Vâng, mày chết con mẹ ấy đi. Đó đúng thật anh chàng bà già đã chết. Không có lỗi cay nào, lỗi cay này. Có lúc thì lên cho mình cái sang ga rồi. Video nó cũng đã dần dần hoàn thiện của các chương trình. Còn team 2, còn team 1 thì vẫn đang say máu trong niềm vui tác thịt. Còn các anh vẫn đang vui vẻ trong đợt đi gánh của mình. Còn dù là chết lại quá nhiều. Ra lúc tơ sau khi bán 2 ngọc 2k1 đi thì anh lên sang ghe. Còn vớ vẩn tôi nghĩ là 2 ngọc 2k1 là của ông khác. Ông lấy con mẹ ăn đồ ông đen luôn. Đúng là đau đầu cho một trận đấu. Vâng, vào lúc đi ăn răng và bây giờ anh đã bị ăn cái check vào đầu. Còn lên chăn gà để ép lên cánh chim hết. Và gặp Nina. Và anh chàng Blood đang đi theo để giết Nina. Và như vậy là sẽ nằm xuống ngay sau đó. Chờ rằng không gặp được anh Hot Girl. Còn rồi gặp được em Hot Girl. Nào gọi là bị anh theo và anh ấy gửi sẵn rồi. Như vậy nằm xuống. Luna vẫn là một mình đi về nhà. Rất tự tin đến từ Luna. Bây giờ thì sẽ ăn combo đến từ Dider. Vâng, làm sao đây, mà tính vô xuất hiện rồi. Có lẽ sẽ nằm xuống. Vâng, nên bố chan đây mà đứng các ulti. Không phải đang thủ sẵn để đợi các ulti đến từ Luna. Chết luôn. Vâng, cục tạ này hơi lặng. Cục tạ này phải đến 1000 cân chứ chả ít.
Bạn đang cũng đã có cho mình Heaven. A player's forces are under attack. Lina chắc chắn đang đi thích. 1k7 tiền của Lina. Và bây giờ thì rất là anh chàng VS, có hình như một tình huống VS thì cắm mắt. Còn anh đi cắm mắt ở trên cao và như vậy anh đang hấp xuống. Tình huống bật nô 2 cắm mắt mà anh vẫn bị bắt. Đã đạp cũng đã có Bali và cắt màu lam. Player's forces are under attack. A town is under siege. Và Storm đã tiếp tục bị check trong điều này. Và một cái check vào đầu của Storm ngay sau đó. Vâng, đã qua giật không. Và cũng đi luôn, vẫn rất đã qua nào. Đã qua, vẫn rất đã qua rồi. Và như vậy cũng đi từ ngay từ. Và Storm chết ngay trong điều này. Bây giờ đến giờ anh chàng Dyer, vâng, chuyên cô đang đứng ở sau, muốn lựa chọn cái vị trí khác đẹp để bắn. Và Lina cũng ngay lúc tôi đã chạy ra ngoài. Bây giờ là anh chàng Dyer đã ấp cái ulti của Chuyên cô chết. Và VS chết lúc nào cũng VS chết từ cái lúc đi cắm mắt còn hai thành viên. Đã có cắt máu phải chặt Chuyên cô. Bây giờ bắn phải có súng giác. Và trận đấu này anh chàng Dyer cũng phủ hành với Chuyên cô rồi. Và Chuyên cô nó đã quay trở lại và lợi hại gấp mấy lần. Ở cái từ đang phi ở giữa, vâng, phi ở giữa bật cái phản đam lên và anh đang như thế trông chó của mình. Có hai cái phản đam bật ra cũng có lúc cùng với Dyer và như vậy là cái ông tử chết luôn trong đường này. Đó sẽ là một tình huống về nhà của các anh nhân. Ở về ăn xuất hiện, vâng, Invita không bắn hai đây, vâng, lựa chọn, vâng, chạy vào và biếu mạng trong. Và Lina đứng ở sau một combo và Dyer lâm xuống. Và Luna chạy ra đang đến cái mạng của Dyer, bây giờ ăn cái ulti của anh chàng chúng tôi vào đầu. Mà bây giờ thế trận của team 1 nó đang đắp rất nghẹt thế đen ra. Team Quốc bây giờ nó không còn phải gọi là Team Quốc nữa. Sau những màn chửi nhau của các anh nhân, tôi cũng khó hiểu tại sao là mấy ông thắng từ đầu mấy ông lại chửi nhau. Còn có lẽ là thằng Team Anh biết được mạng nhiều thì chửi cái thằng Pham và sau đó thì các anh quay ra và đấu đá nhau. Và không đoàn kết trong team và như vậy là các anh nhân đã làm xuống trận đấu này. Bây giờ để cho siêu nhân của team 2 đã lên được Zipper có loot được không? Vâng, rất khó đỡ chứ chả đùa. Vẫn đang thử nhau, vâng, Bada, Crazy, EF thì đã về đây. Bây giờ lại quay ra chửi anh chàng Bada VS với lại anh chàng Luna đang thử nhau với Bada. Vâng, có lẽ sẽ tạo ra hai chiến tuyến ở team 1. Bada cùng với Lina là một chiến tuyến và thử nhau với ba chiến tuyến còn lại. Bộ đôi đi ganh chửi Boba Summer. Vâng, và trích vào và là luôn vâng thả ưu tí được ganh ưu tư vâng chọn anh chàng trong tiếng này. Vâng, và nhảy ra ngoài đồng và phải vâng đúng rồi phải chọn Slipper. Và có lúc nằm xuống bây giờ đến được Slipper cũng bằng thế nào. Vâng, còn vâng Tom nhảy vào và chọn đi nào tiếng này cũng chờ bắt ra của anh chàng với ác. Và vâng chọn Tom chọn đi nào như vậy đi nào nằm xuống và sau đó Tom cũng nằm một con mắt thắng lợi dành cho team 1 đây. Còn VS cũng rất nguy hiểm, còn anh đóng vai trò làm carry chứ chả đùa. Đúng phải chọn Slipper trước. Bada phải dí vào Slipper ngay, sau đó thì anh chàng Lina nên đột dập cho phát. Slipper chắc chắn sẽ chết, kể cả là anh nên tam như thế nào, nên máu trong cái thời điểm này cũng sẽ chết thôi. Một cái Dragon và mồm, một cái rất chắc chắn của anh chàng Lina và mồm nữa, không chết với phí. Số 6658. Đấy, đồng lòng nó phải như thế. Vâng, có chí thì vâng chỉ nói là đáng kết nó làm tất cả. Còn năm thanh niên trên chiếc xe tăng thì nó sẽ có thể phủ được tất cả mọi thứ. Và nếu mà tinh thần nó không đáng kết thì đúng là sắp mặt lờ ngay lập tức. Lula đã đem Manta cho mình rồi. Cái lúc trời đã có sẵn ra. Và anh đang hai cái đồ đi và lên 3k2 cho mình. Vâng, cũng không ít tiền một chút nào, rất nhiều tiền. Một vốn bẩn là tiền hai cắm bốc kia là có khác thật. Sở Lam cũng đã có đề xô. Vâng, Sở Lam thì cũng chẳng cám gì anh chàng Lula của chúng ta. Còn VS thì vào Antosan rồi, để gọi cả cái Doctor.
là đang đang trách và anh tìm ở đâu đây? Vâng, thôi. Vâng, như vậy là Phanh đến từ anh chàng Ba Gia và Lula cũng đã có Manta trong người. Và anh chàng Ba Gia bị bắt cóc trong tình huống này. Một pha xả cứu đến từ anh chàng Sander cùng thời gian. Giờ Ba Gia đã nằm xuống. Còn tìm một sự ăn xong cái của trình. Bây giờ nó combo bóng bóng pha phản nam. Một người đồng tư đứng trước và phản nam và Sander chết vào tình huống này. Và bây giờ đến lượt anh chàng Sander. Còn Sander gần chết rồi kìa. Còn một hit nữa cũng không chết. Và như vậy là không có hết đến từ anh chàng Mina rồi. Và sau đó nằm xuống trong tình huống này. Và Lina không chết, từ Reaper đang đứng chọn vị trí. Và bây giờ đến lượt là bị quay. Có chặn kêu đến từ anh chàng Gaster. Và mình đang chặn kêu gấp đầu vòng vòng trước tay. Tôi đang có vé ăn nhưng mà vẫn còn nhiều một pha bất sai. Bây giờ vẫn chặn ra những cây mà góc ghép rơi vào đầu. Vâng. Có một pha bật đồ tha thành công của anh chàng Reaper. Và như vậy là bắn chết được cả hai. Anh chàng Gaster cùng với lại anh chàng và Lula con Lina cố dưới theo để giết. Thì anh có một tin trong người và anh định đi thêm đi ra để dẫn thông tin của người trên Reaper chứ không thành công. Và chip nờ kin đến từ anh chàng Reaper. Tình huống phải nói bật cái đồ thà rất hiệu quả. Tình huống mà lâm cao luôn. Bật cái đồ thà và chỉ ngồi được 3 thanh niên. Và chip nờ kin ngay lập tức. Ta từ vào một tình một sau những thời gian đi pha mà bây giờ anh đã không hơi trong người. Thì số 68, 62 và nó đã cần cân bằng. Và bây giờ sẽ là thời cơ để cho team 2 phút ngược trở lại. Đang chơi có phục hư, có 381 máu, bây giờ anh khỏe, vừa nói là Lưu Văn Châu. Đã có tăng cơ đứng trước để cho Tripper đứng sau. Còn Tripper có sẵn đa lịch. Và đã mất đồ cho tình huống này, của máu cũng là 2k3 rồi, không nhớ một chút nào. Trong khi ăn được một cái đen thì chuẩn rút ngay. Đánh nó phải bài bản như thế này, không giống như mấy ông team 1. Một đánh phải nói là rất là ngâu hứng. Thích cái đánh, thích cái đôi và pha trích và thích crap của anh chàng Bada. Bây giờ gặp nhau cũng gặp vươn anh chàng Blue và đánh luôn. Còn định đánh anh chàng Blue trong tình huống này chăng. Bây giờ gặp một rổ. Còn ta chơi cùng với Tripper đã xuất hiện. Còn ulti và anh chàng Blue vào đầu rồi. Còn đang đứng Bada. Và đá chờ vẫn là không thẳng lên. Còn có phơ và anh không phải ngán bất cứ ai. Còn phản nam vẫn lên. Còn đằng sau như vậy là đã có hai người làm xuống. Còn Lula và cái này là chết luôn thì phải. Và đến được cái cũng tờ. Còn một người ác. Như vậy là chết hết trong tình huống này. Còn Lina xuất hiện. Còn giật con bò không. Còn một cái ulti vào đầu. Còn mang ta ra của anh chàng Tripper. Và như vậy là cancel được cái không phút đến từ Lina. Một ba ulti phải nói là rất là thần thánh. Đến từ tài chờ có thể là biết. Và Lina vẫn nằm xuống. Thì Tripper đứng như một vị thần. Nó không ai chết được. Trận đấu khỏe nó đã kết thúc tại cái thời điểm này. Và team 1 đã chết đi 4 người và chết 5 người và 3 cách đến từ ngay công tơ. Tôi đang đứng trốn bên ngoài đợi một bật phản đam từ ngay công tơ rồi. Còn có lẽ một tình huống bật phản đam hơi sớm và bây giờ anh sẽ phải trả giá. Còn nằm xuống trong tình huống này là ta tích được bật lên của anh chàng Silver. Tôi giết được tài từ thì có lẽ cũng sẽ nằm xuống. Tôi không giết được và như vậy nằm xuống đến từ anh chàng ngay công tơ. Tỷ số 69-68 vẫn kém một mạng. Nhưng mà có lẽ trận đấu đã kết thúc. Không ai có thể giết được Tripper của tôi trong trận đấu này rồi. Một sự đoàn kết nó làm đến tất cả. Và team 2 đã thua bởi vì nó không đồng lòng. Trận đấu mà team 1 giết đến 70 mạng, 69 mạng. Và đó là tỷ số kỳ, phải nói quá là nhiều. Đầu game phải nói giết được quá nhiều người. Và các anh đánh phải nói là như quá game. Có những thành phần bất hủ trong team mà chúng ta không phải thắng được. Như vậy là Vega Crab dành cho team 2. Và là đang giúp cây cú và check anh chàng Tripper. Và check anh nhìn khỏe rất team. Và Luna đang dí đèo và là cố đuổi. Và một combo lên đầu của anh chàng Tripper trong tình này cũng phản áp vào đây rồi. Còn chặt tay đi kìa, ưu tiêu cái bóng không khoái đi. Và bây giờ đứng và bắn nhau của chính bờ thì bắn chết cả hai tiếng này. Và đã chắc có một tòa đã cứu. Và một cái chặt vào đầu của anh chàng Lula và như vậy là chết cả hai thật. Cũng là lớn lớn với huy trường. Và một cái đi ra phía tiếp. Vì đang có hết thì bây giờ là không ăn thua.
thì là cũng bắn nhau trên dribble là không thể bắn được. Thì là bắt được dribble khi mà anh chưa có máu, còn anh nhảy vào combo và chết luôn. Đó là những khoảnh khắc dribble rất sợ. Và bây giờ nó đã qua cái thời khắc đấy rồi. Tại cái thời điểm này thì team 2 phải nói mắc cái mẹ đồ luôn, nó quá nhiều tiền. BKB đến từ Blood và có lẽ sẽ là Shiva đến từ anh chàng Tom. Ta từ lên Liquid bất tờ và Black King 3 đến từ Sniper. Bây giờ thì có lẽ thì được đoàn kết ông mới quay trở lại. Và team 1 bắt đầu bảo ơn cứ đánh đi, mà chúng ta đoàn kết là chúng ta sẽ thắng. Bây giờ thì nó hơi muộn rồi. Và bây giờ đoàn kết thì cũng thắng không mắt. Rồi thì vừa là mắc đồ và bất tờ BKB đang thả lịch Manta cuốn xét máu hạt cả rưỡi. Bây giờ anh hoàn toàn có thể đứng như một vị thần ở giữa, không ai có thể giết được. Và chúng ta sẽ cùng xem con bác này sẽ đổ ra như thế nào, các thanh niên sẽ phối hợp như thế nào đây. Còn đang đứng vào hội nghị ở bên trong và xem đánh như thế nào. Còn 4 thanh niên đứng trong hồ nước. Rồi đánh chưa? Nina đang rất băng khoăn và chúng mày có đánh không? Và bà đã chết cả rồi. Một tình huống check ra cũng đã chọn anh chàng Sniper dùng này. Còn BKB bật lên ngay và bắt đơn. Bây giờ Luna nó xuất hiện, còn bật Manta các kiểu lên và đánh vào Sniper kiểu như mũi đôi đi lông. Còn này Luna bật cho vài hit là chết. Đến lượt anh chàng Vala cũng làm xuống. Còn Luna thì cũng là người chung số phận. Còn một lúc đang bật BKB đúng nhau với lại các đấu từ đằng sau. Trận đấu mà còn thần súng quay trở lại và đứng bên ngoài bắn chết hết cho bọn trong một lúc. Còn VF có lẽ cũng sẽ làm xuống. Và như vậy là cây thông đã sập, chiến thắng dành cho team 2 trận đấu này. Trận đấu mà các thanh niên đã lập cả thành công tỷ số 70-74, cuối cùng thì đã hơn được mạng. Xin cảm ơn mọi người theo dõi trận đấu mà đã biết bình luận. Chúng ta gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.